tháng 6 năm 2019. Sẽ được bán nhanh chiếc xe này, Kia Morning SLX 2009. Xe rất đẹp luôn, vừa mới rửa, dọn rửa xong. Bán nhanh, giá tốt cho bác nào thiện chí nhá. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe rất là đẹp luôn mọi người. Chiếc xe này tuy màu nó hơi kén khách, gọi là bác nào thiện chí thì em bán nhanh nhá, bán hòa gốc. Số tự động, nhập khẩu. Kia Morning SLX bản full, điều hòa tự động, số tự động zig zag form 2010. Đây là hàng ghế sau này. La răng hoa mai này. Lốp còn rất tốt luôn. Điều hòa tự động mọi người nhá, điều hòa tự động, số tự động zigzag này, số tự động zigzag này, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, này, trần rất đẹp, đẹp luôn. Cắt ly này. Đó, la răng này, đèn. Thì em cũng nói luôn chiếc xe này về mua về nó cũng sức sát, thì sơn lại cũng khá là nhiều. Nhưng mà sơn để đẹp thôi. Đó, với cái tầm tiền hơn 200 thì Kia Morning SLX này là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho bác nào muốn mua cho vợ đi quanh quanh này. Mà đi còn rất là khỏe luôn. Đây các bác cùng xem này. 2009 các bác nhá. 2009. Đây cho các bác cùng xem ốc bản lề này. Đó. Dưới đây. Nội thất thì rất đẹp luôn. Đây keo chỉ luôn, quay luôn cho mọi người nhá. Đó, đây này. Rất đều luôn. Đó. Cốp này. Rồi, xin giới thiệu lại cho mọi người, đây là chiếc Kia Morning SLX. Sản xuất 2009, form 2010. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đăng kiểm phí đường bộ đến tháng 1 năm 2020. Vâng, hiện tại chiếc xe này em bán nhanh với giá là 242 triệu, có lộc lá một tí cho bác nào thiện chí nhá. Với cái tầm giá 242 triệu thì em nói luôn, trên thị trường không có ai bán rẻ như em. Không có ai bán rẻ như em. Xe đẹp, chất lượng cao, chỉ máy móc zin mọi người nhá. Đó, đây quay luôn cái phần máy cho mọi người xem. 242 triệu. Đây, máy đây. Ốc capo đây. Đó, ốc capo bên này đây. Các bác thấy không? Tất cả các đường dập còn nguyên. Đây là màu xanh cốm, người nhá, không phải màu vàng đâu, màu xanh cốm. Vâng. Thì một lần nữa xin được giới thiệu với mọi người lại, đây là chiếc Kia Morning SLX, phiên bản SLX sản xuất 2009, form 2010, số tự động zigzag bản đủ, điều hòa tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đăng kiểm phí đường bộ của đến tháng 1 năm 2020. Hiện tại chiếc xe này em bán nhanh với giá là 242 triệu có lộc lá. Bác nào thiện chí thì alo sớm cho em nhé. Vâng, em là Bình, ngồi từ Cú Hà Nội. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.